Sức mạnh của sự tập trung. Đây là toàn bộ những chứng từ liên quan đến vụ kiện của giám đốc công ty anh mà anh đã kêu tôi chuẩn bị. Anh Daiki, có cần thêm gì không ạ? Dân, cảm ơn cô. Những giấy tờ này sáng mai tôi sẽ xem. Tôi cố hoàn thành mấy hồ sơ này trước lúc tan ca. Sau đó tôi còn có chút việc. Dạ, vậy tôi sẽ ra ngoài làm phần việc của mình. Thật là mong chờ tới cuối tháng quá. Tớ tính tháng này tổng thu nhập của tớ phải gấp rưỡi tháng trước. Nếu may mắn, chẳng mấy, tớ sẽ tích góp đủ tiền mua được cái chung cư tốt để đón bố tớ lên ở cùng. Cả ngày, bố tớ cứ vất vả vào cái trang trại hoa hồng dưới quê. Chúc mừng cậu, tất cả là do những nỗ lực của cậu thôi. Cậu tốt nghiệp đại học luật bằng giỏi, lại còn đi học thêm mấy nghề tay trái thế kia. Đúng là đa di năng quá. Tớ rất khâm phục cậu đó. Tớ không ngờ có nhiều kỹ năng lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy. Ừ, đó là điều đương nhiên mà. Tớ thấy cậu cũng siêu thật đấy. Cả ngày đã bận rộn giải quyết các vụ kiện tụng, tan giờ làm cậu còn có thể tự tay vẽ bản thiết kế nội thất nữa. À, thì cũng do tớ có năng khiếu về mỹ thuật nên trước có đăng ký thêm một lớp thiết kế. Tớ tin làm được nhiều ngành nghề là thế mạnh. Tớ đang suy nghĩ sẽ học thêm nhiều kỹ năng nữa, và điều này sẽ giúp tớ tiến xa trong sự nghiệp. Daiki, cậu chưa giao bản thiết kế đến chỗ ông Mitch chưa à? Một tiếng nữa ông ta lên máy bay rồi. Dạ, dân, em tới ngay đây ạ. Tại dự án này hơi khó nên em vừa mới vẽ xong thôi ạ. Thôi, tớ cần đi ngay đây. Hẹn gặp cậu cuối tháng tại liên quan nhé. Chết tiệt, sao mày lại dở chứng đúng lúc này chứ? Mày có biết bản thiết kế này quan trọng với tao như thế nào không? Tao đã phải làm ngày làm đêm, thậm chí vì nó mà tao trễ nải cả công việc luật sư đó. Trời ạ, lại còn mưa nữa. Thời gian chỉ còn 30 phút nữa thôi. Chết mất, không kịp rồi. Chỉ còn cách đó thôi. Mong là vẫn kịp. Daiki, tôi đã bảo sao, tôi đã ưu ái cậu lắm mới cho cậu làm bản thiết kế. Vậy mà đến giờ hẹn rồi, cậu vẫn biệt tâm. Tôi biết ăn nói sao với người ta. Làm ơn tập trung chút đi. Cứ thế này, lần sau ai dám cộng tác với cậu nữa. Tôi xin lỗi, tại xe hỏng. Tôi không ngờ cậu ta lại sơ suất thế. Đây là một lỗi hết sức thông thường mà một luật sư như cậu không nên mắc phải. Điều này có thể khiến chúng ta thất bại trong vụ kiện này. Trưởng phòng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ khắc phục và cố gắng hết sức. Dạo này tôi thấy cậu bắt đầu không chú tâm cho công việc nữa rồi đấy. Không thấy có vụ kiện nào với thành tích nổi trội cả. Còn sự việc lần này, tốt nhất là cậu nên tìm mọi cách để thân chủ của chúng ta chiến thắng. Nếu không, cậu nên nghĩ tới việc nghỉ phép không thời hạn đi. Tại sao tất cả mọi thứ đều như đang chống đối lại mình chứ? Chẳng có việc nào tốt đẹp cả. Cùng một lúc gặp phải đủ những phiền phức, bao rắc rối khiến mình thật mệt mỏi. Đại kia, tại sao hôm nay con lại có nhã hứng về thăm trang trại hồng thế này? Lại còn theo ta ra đây cắt tỉa cây. Chẳng phải con đang rất bận rộn sao? Sao vậy con trai? Đây đâu phải là biểu hiện ngày thường của con. Sao con trầm ngâm vậy? Con cảm thấy mình là người vô danh, bất lực, không có gì nổi trội cả. Bố, con có xuất phát điểm tốt, có bằng đại học, hiểu biết nhiều nghề, con nỗ lực bằng 2-3 người khác. Nhưng sao tới giờ con 35 tuổi rồi, con vẫn không có được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Đại kỳ, ta hiểu rồi. Nào, đi theo ta, chúng ta tới vườn hồng đầu tiên. Nhưng bố chưa trả lời câu hỏi của con. Cứ đi theo ta, rồi con sẽ có được câu trả lời mong muốn. Sao bố lại bảo mình ra vườn hồng đầu tiên làm gì nhỉ?
đó là khu vườn nổi tiếng nhất tỉnh. Và nhờ đó, bố mình nổi tiếng khắp vùng về nghề trồng hoa mà. Bố lại muốn nhắc đến thành công năm xưa hơn là để ý tới tâm trạng của mình sao? Bà biết không, ông Arata vừa được bí thư tỉnh có bằng khen nông dân xuất sắc đấy. Thật là ngưỡng mộ. Thế à? Ông ấy chăm chỉ với tâm huyết với nghề thế cơ mà. Cậu Đại Kỳ kìa, sao trông cậu ấy buồn buồn thế nhỉ? Con trai của người làm vườn xuất sắc và học đại học top đầu mà chưa có sự nghiệp thăng tiến gì cả. Rốt cuộc là do đâu mà mình trở nên như thế này nhỉ? Có phải thần may mắn đã không mỉm cười với mình không? Đại Kỳ, con nhìn xem, đây là hoa hồng to nhất, đẹp nhất của khu vườn này. Con có biết tại sao không? Chắc là bố mua giống mới đúng không ạ? Không, tất cả những cây hồng trong vườn này đều cùng một loại giống con trai ạ. À, con biết rồi. Cây hồng này bố đã tưới cho nó nhiều nước, dưới bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn nên nó mới rực rỡ hơn những cây xung quanh. Cũng không phải là do nguyên nhân này đâu Đại Kỳ. Trong vườn này, tất cả những cây hồng đều có môi trường sinh trưởng và điều kiện chăm sóc như nhau. Không phải do giống, cũng không phải do phân hay nước nhiều hơn. Vậy thì chỉ có thể là do đất chỗ này tốt hơn những chỗ khác thôi, đúng không bố? Con lại sai nữa rồi con trai. Đất ở vườn này đều cùng một loại đất cả. Đại Kỳ, con quan sát xem, có phải cây hoa hồng này ít lá và ít nụ hơn những cây khác không? Dạ, đúng rồi thưa bố. Trong khi những cây khác nhiều lá xum xuê và nụ đếm không xuể, thì cây này chỉ có vài lá và một nụ. Nhưng như thế có nghĩa là sao ạ? Trong khu vườn này, chỉ duy nhất có cây bông này là ít nụ, ít cành và lá, vì ta thường xuyên tỉa bớt chúng đi. Vì thế, chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa, không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế, nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn. Sự nghiệp cũng vậy, tập trung vào mục tiêu duy nhất, đam mê hết mình với nó, không quản ngại khó khăn gì nó, thì mới có thể thành công được. Nếu như con bị phân tán cả về suy nghĩ, sức lực và thời gian, thì mãi mãi chỉ như những cây hồng bé nhỏ ngoài kia thôi. Không phải ông cha ta có một câu, một nghề thì sống, đống nghề thì chết đó sao? Đến giờ con thật sự hiểu rồi thưa bố. Câu chuyện ngày hôm nay là bài học quý giá nhất cho con trong hành trang cuộc đời của mình. Con cảm ơn bố. Con đã biết mình phải làm gì rồi ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.